Ảnh hưởng toàn cầu của chiến tranh tại Ukraine đang chuyển qua giai đoạn phức tạp hơn, khi Mỹ và châu Âu đang tìm cách đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của mình trong lúc chế tại Nga vì xâm lược Ukraine. Hầu bao của người dân Mỹ đang bị ảnh hưởng vì giá xăng leo thang, dù tuần qua có giảm chút đỉnh. Chính phủ Biden, khi ông ấy lên cầm quyền, ông ấy hứa là sẽ giảm bớt cái việc sản xuất hơi đốt với lại dầu lửa ở nước Mỹ để bảo vệ môi trường. Bây giờ thì ông quay ngược lại, ông bảo sản xuất thêm dầu lửa đi, sản xuất thêm hơi đốt đi. Thì các hãng dầu, các hãng hơi đốt ở Mỹ nó sướng lắm. Chính phủ Mỹ sẽ bảo là sản xuất thêm và để cung cấp cho Âu Châu. Và về dầu lửa đó, thì Mỹ đã can thiệp để mấy nước ở Trung Đông chuyển dầu lửa lên cho Âu Châu. Và ngay cả một số dầu lửa và hơi đốt của Mỹ kỳ vừa rồi đang trên đường đi sang Á Châu đó, cũng quay ngược lại, sang tiếp tế sang Âu Châu. Để giảm phần nào gánh nặng cho dân, chính phủ Mỹ quyết định tung ra 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược trong vòng nửa năm. Nhưng có ý kiến cho rằng số này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu. Cái quyết định mà gọi là tung ra thêm 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ cái kho dự trữ chiến lược của đất nước đó, nó cũng chỉ là giống như là lấy muối bỏ biển thôi. Đó là một cái miếng băng keo để mà dán lại một cái vết thương. Cái vấn đề năng lượng hay là cái vấn đề thiếu hụt năng lượng là cái vấn đề toàn cầu. Thì vì giá thị trường dầu thô là cái chuyện mà chúng ta buôn bán trên cả nhiều châu lục, chứ không phải rằng là chúng ta tung ra hàng ở nước Mỹ thì giá xăng sẽ giảm. Nhưng cũng có người cho rằng có còn hơn không, và rằng nước Mỹ nên làm điều đúng để giúp đỡ trong lúc cần kiếp. Tại sao không? Tôi nghĩ nếu mình có thể giúp một cách nào đó bằng cách mở ra thêm, điều đó có lý. Chung cuộc thì hãy làm chuyện đúng, giúp những người đang cần giúp. Đó là cách tôi nhìn nhận. Nếu có người cần giúp thì mình nên giúp bằng bất cứ cách nào. Xăng dầu, khí đốt nhiên liệu là những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày. Chiến sự tại Ukraine sẽ khiến nguồn cung nhiên liệu toàn cầu căng thẳng tới mức nào vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Hoa Kỳ lập kho dự trữ chiến lược từ năm 1975. Đây là công cụ giúp các tổng thống Mỹ xoa dịu thị trường năng lượng trong thời chiến tranh hay trong lúc thiên tai bão lũ. Kho dự trữ này hiện có khoảng 586 triệu thùng tại 4 địa điểm, được bảo vệ cẩn thận trên các vùng duyên hải ở Louisiana và Texas.